Ồ, chào sáng, bạn gọi tên gì vậy? Tôi gọi Lenny. Bạn bao nhiêu tuổi Lenny? Tôi bây giờ 32 tuổi. Bạn kết hôn chưa? Tôi chưa kết hôn. Bạn có ở đâu làm việc không? Có. Bạn ở đâu làm việc? Ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông. Vâng. Ở Hồng Kông chăm sóc có bao nhiêu người? Có 3 người. Có 3 người, có công công. Bố bố. Cùng với chị. Cùng với công công thích không thích đi? Chút chút thích đi. Chút chút thích đi. Công công à? Tôi giúp người ăn, tôi giúp người trông lượng. Hệ. Có mua không phải thay lăn ý gà? Có. Không phải thay lăn phim à? Cái gì à? Hệ, tôi giúp người thay lăn phim. Thay lăn phim. Bố bố thích không thích đi? Bố bố thích đi. Bố bố thích đi. Có mua đi chợ mua đồ à? Có, cùng bố bố mua đồ. Cùng bố bố mua đồ, bạn tự biết không biết đi mua đồ à? Tôi tự biết. Biết à? Bạn biết không biết nấu? Bạn biết nấu gì à? Tôi biết nấu súp. Vâng. Vâng. Bạn biết không biết nấu thịt à? Biết. Bạn biết ăn à? OK. Bạn trước đây, ngoài ở Hồng Kông, bạn có ở Singapore hoặc Malaysia làm việc không? Có, tôi ở Malaysia 4 năm. Tôi ở Malaysia làm việc 4 năm. Chăm sóc có bao nhiêu người ở Malaysia? Chăm sóc có 5 người. Có, ông bố. Ông bố, bố bố, bố bố và bố bố. Ồ, không biết đi không? Bố bố, tôi giúp họ dùng cái xe. Ồ, xe đạp à? Vâng. Dùng xe đạp cũng vậy. Ồ, OK. Vậy thì được rồi, cảm ơn bạn. Được rồi, cảm ơn. Bye bye, hẹn gặp lại ở Hồng Kông. Được.